À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần Looking Back của tên lớp 6, bài số 2 với chủ đề là Ngôi nhà của tớ, My House. Và ở phần Looking Back như thường lệ sẽ có hai phần, Vocabulary, phần từ vựng, và Grammar, ngữ pháp. Và không để chúng mình chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với yêu cầu của bài số 1 nhé. Chúng ta có Put the words into the correct group, là hãy đặt những cái từ dưới đây vào đúng cái nhóm từ đó. Add a new word to each group, là nếu chúng ta có thể thì hãy thêm một vài những cái từ mới vào trong mỗi nhóm. Thì ở đây chúng ta có, đây là các từ mà bài số 1 gợi ý này. Và đây thì sẽ là các nhóm từ, ví dụ là có nhóm types of house, là thể loại nhà, kiểu nhà. Rooms thì sẽ là phòng, ví dụ như là chúng ta có living room là phòng khách đúng không? Và furniture thì sẽ là đồ đạc trong nhà, ví dụ như là bed là cái giường. Vậy ở đây thì chúng ta có từ vựng đầu tiên, kitchen. Kitchen thì nó sẽ là phòng bếp đúng không? Phòng bếp số 1 và nó sẽ nằm trong cái nhóm là rooms, phòng này. Và cô sẽ đánh số để viết cho nó dễ nhé. Tiếp theo chúng ta có sink. Sink thì sẽ là cái bồn, và cái bồn thì sẽ nằm trong cái furniture. Rồi cô vẫn sẽ viết lại chữ cho rõ vậy. Sink là cái bồn và nó sẽ nằm trong đồ đạc này. Flat thì sẽ là căn hộ. Căn hộ thì nó sẽ là nhà, phòng hay là đồ đạc. Chắc chắn rồi nó sẽ là nhà đúng không? Flat. Từ thứ tư chúng ta có bedroom, là phòng ngủ. Sẽ thuộc cái nhóm phòng, rooms, rooms, bedroom. Fridge, từ thứ năm, fridge, và mang nghĩa là tủ lạnh, và nó sẽ là furniture. Thứ sáu, bathroom. Bathroom thì mang nghĩa là phòng tắm đúng không, nhà phòng tắm, và nó sẽ nằm trong cái rooms, bathroom. Tiếp theo, dishwasher mang nghĩa là cái máy rửa bát, nó sẽ là furniture, dishwasher. Townhouse thì sẽ là thể loại nhà đúng không? Là nhà ở trên thành phố, những cái nhà ở trên thành phố này, townhouse. Cupboard thì mang nghĩa là cái tủ để đựng bát đĩa này, tủ để đựng đồ đúng không? Sẽ là furniture, cupboard. Country house thì là từ trái nghĩa với town house. Một cái là nhà ở trên thành phố và một cái thì sẽ là nhà ở dưới ở quê đúng không? Country house. Tiếp theo, chest of drawers. Chest of drawers mang nghĩa là cái tủ ngăn kéo, và nó sẽ là đồ đạc. Chest of drawers. Và cuối cùng chúng ta có living room, là phòng khách, sẽ là thuộc cái nhóm phòng, rooms, living room, phòng khách. Và đây thì sẽ là những từ được cho sẵn ở bài số 1 đúng không? Và bên cạnh đó thì bài số 1 cũng yêu cầu là chúng ta nếu có thể thì sẽ viết thêm một vài những cái từ chúng ta biết. Vậy bên cạnh những cái từ vựng để chỉ nhà như là flat, căn hộ này, townhouse là nhà trên thành phố, country house nhà ở quê, thì chúng ta cũng có ví dụ như là villa là biệt thự đúng không? Villa này. Còn ví dụ như là căn phòng có kitchen rồi này, phòng bếp này, phòng tắm, phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách. Vậy bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể có thêm một phòng là dining room đúng không? Là phòng ăn, thì sẽ có nhà chia phòng bếp với cả phòng ăn ra khác nhau á. Đó. Dining room, hoặc là chúng ta cũng sẽ có thêm là ok, là nhà sàn đúng không? Hoặc là nhà trong nông trại, farmhouse. Sorry, vừa nãy cô bị nói nhầm rồi. Farmhouse thì sẽ là đăng nhà đúng không? Mà vừa nãy cô đang nói về những cái phòng. Ok, cô đang nói về phòng. Vậy thì bên cạnh cái đó thì cô có thể nói thêm là cái hành lang cũng được đúng không?
hoặc là phòng ăn, dining room, phòng để là ủi thì sẽ là ironing room, đúng không? Đó, thì cô sẽ gợi ý cho chúng ta một vài từ để chúng ta sẽ chọn nhé. Và cuối cùng là cái cột, cái nhóm là đồ đạc. Thì bên cạnh cái này chúng ta có thể thêm là lamp, cái đèn này, a sofa, cái ghế sofa này, hoặc là cái giá sách, bookshelf. Đó, một vài từ vựng như vậy. Chúng ta muốn ôn tập thêm những cái từ vựng liên quan tới chủ đề thì hãy vào video từ tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 bài số 2 giúp cô nhé. Và ở đây thì sẽ là cô sẽ liệt kê ra một vài những cái từ vựng theo cái yêu cầu của bài số 1 thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 thuộc phần ngữ pháp, grammar. Với yêu cầu của bài số 2 như sau. Complete the second sentence with the correct possessive form. Complete the second sentence with the correct possessive form. Và đây thì sẽ là hoàn thành cái câu thứ hai với cái dạng sở hữu. Thì chúng ta có câu số 1 này là My teacher has a house next to our house. Là cô giáo của tôi thì có một căn nhà bên cạnh nhà của chúng tôi. Vậy ở đây, ở nhà của chúng tôi thì bên cạnh nhà của cô giáo chúng tôi, nhà của cô giáo tôi, đúng không? Ở đây thì sẽ là sở hữu của teacher. Đó, sở hữu của teacher. Ở đây là cô giáo có một cái gì, has a house, đúng không? Thì đây sẽ là sở hữu của cô giáo, là my teacher's house. Và teacher's thêm S bởi vì nó là danh từ, đúng không? Danh từ số ít, teacher's house. Tiếp theo câu số 2 chúng ta có là My brother has a TV. Là anh của tôi thì có một cái TV. Và đây, this is my TV. Và đây là anh tôi có cái gì. Vậy thì sẽ chính là sở hữu của anh tôi, đúng không? Và brother tương tự với teacher, chúng ta cũng sẽ là danh từ số ít và thêm phải S là được. My brother's TV. Và câu số 3, Eleanor has a big bookshelf in her bedroom. Eleanor thì có một cái giá sách rất là lớn ở trong phòng ngủ của cô ấy. Và đây, there is a big bookshelf in bedrooms. Có một cái giá sách rất là lớn ở trong phòng ngủ của ai? Của Eleanor, đúng không? Her này là chính là chỉ Eleanor. Và bây giờ chúng ta sẽ ở đây, nếu mà chúng ta bảo là in her bedroom, ở trong phòng ngủ của cô ấy, thì chúng ta đang không rõ là cô ấy là ai, đúng không? Bởi vì là chưa được nhắc tới, cái danh từ riêng chưa được nhắc tới, nên là cái her này thì chúng ta cũng chưa dùng, mà chúng ta sẽ phải dùng cái danh từ riêng để chỉ người nào. Và sẽ là Eleanor. Và nó là danh từ riêng nên cũng sẽ thêm phải S thôi. Với câu số 4 thì sao? Chúng ta có My grandfather's like the kitchen the best. Là ông của tôi thì thích phòng bếp, thích nhà bếp nhất. Like something the best, thích cái gì đó nhất. Ông của tôi thì thích, đúng không? Và đây thì sẽ là The teacher is my favorite rooms. Phòng ăn, nhà bếp thì là căn phòng yêu thích của ông tôi, đúng không? Của ông tôi. Vậy ở đây thì cái sở hữu sẽ là của ông này, và của ông thì cũng giống là của anh, đúng không? Thì nghĩa là chúng ta sẽ phải thêm phải S là được. Grandfather's, của ông. Tiếp theo câu số 5 cũng như là câu cuối cùng của bài số 2. My aunt has a daughter vì dì của tôi, đúng không? Thì có một người con gái tên là Vi. Và đây sẽ là I am cousins. Tôi thì là cái gì? Tôi là anh em, chị em họ của ai? Của Vi, đúng không? Bởi vì Vi là con của dì thì chính là em họ của tôi. Và ở đây thì sẽ là tôi là chị họ của Vi. Và Vi là tên riêng giống Eleanor nên chúng ta cũng sẽ thêm phải S. Thì đó là về những cái lưu ý khi mà chúng ta chia sở hữu. Và cô sẽ nhắc lại này, sở hữu thì chúng ta sẽ có, nếu nó là danh từ số ít thì sẽ thêm phải S này. Những cái danh từ tên riêng thì cũng sẽ thêm phải S. Và bên cạnh đó, ví dụ như là chúng ta cũng sẽ có những cái tính từ sở hữu như là her này, đúng không? Của cô ấy. Của cô ấy thì sẽ là tính từ sở hữu của chủ ngữ she, hoặc là những cái danh từ riêng là con gái này. My thì sẽ chính là tính từ sở hữu của chủ ngữ là ai, là tôi, đúng không? Our thì sẽ là tính từ sở hữu của chủ ngữ là we, chúng tôi, hoặc là chúng ta.
Ok, và đó là về bài số 2 liên quan tới sở hữu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3 liên quan tới những cái trạng từ chỉ nơi chốn. Preposition of place. Place. Với yêu cầu của bài số 3 như sau. Make sentences là hãy đặt câu đúng không? Use prepositions of place là sử dụng những cái trạng từ chỉ nơi chốn. Nghĩa là cái bài số 3 này thì chúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem ảnh đúng không? Và xem là cái chủ ngữ câu cho sẵn là chủ ngữ là gì. Ví dụ ở đây chúng ta có ảnh đúng không? Một cái bức tranh, một cái bàn và một con mèo này. Và nó lấy con mèo làm chủ ngữ và nó sẽ miêu tả là con mèo ở đâu. Ở đây thì chúng ta có những cái trạng từ chỉ nơi chốn như là ok, chúng ta có thể mở lại cái trang phần A Closer Look để chúng ta xem, để chúng ta ôn lại A Closer Look to trang số 19. Chúng ta có những cái giới từ như là giới từ in ở trong này, giới từ on ở trên, behind ở đằng sau, under ở dưới, next to là ở bên cạnh, và in front of đằng trước, và between thì là ở giữa. Thì đó sẽ là một vài những cái trạng từ chỉ nơi chốn. Vậy quay lại với phần looking back bài số 3, chúng ta có đây là con mèo ở đâu? Ở trên cái bàn đúng không? Và chúng ta có trạng từ chỉ nơi chốn trên thì sẽ là on, và cách để chúng ta miêu tả nơi chốn thì sẽ là chủ ngữ này cộng với to be, chủ ngữ cộng với to be, và sau đó sẽ là những cái trạng từ chỉ nơi chốn, preposition, a place, và sau đó thì sẽ là cộng với cái địa điểm, cộng với cái vật đúng không? Ở trên cái gì, ở dưới cái gì, thì đó sẽ là cái cấu trúc chúng ta miêu tả. Vậy với câu số 1 thì sẽ là the cat is on the table đúng không? Và có lẽ là cái chỗ trống ở trong sách không đủ để cô viết, nên cô sẽ viết ra một cái tờ giấy khác cho nó rõ nhé. Với câu số 1 chủ ngữ là con mèo, chúng ta sẽ viết là the cat is on, trên cái gì, trên cái bàn thì sẽ là on the table. On the table, con mèo ở trên cái bàn. Với câu số 2 chúng ta có chủ ngữ là con chó này. Và trong bức tranh thì chúng ta có con chó cũng như là chuồng chó đúng không? Và ở đây thì sẽ là con chó thì như thế nào với chuồng chó? Con chó thì ở đằng trước, cái chuồng chó đúng không? Và ở trạng từ đằng trước thì sẽ là in front of. Và ở đây thì sẽ là the dog cộng một to be là is này. Is in front of the dog's house, ở đằng trước cái chuồng chó. Đó là câu số 2. Vậy câu số 3 chúng ta có là bức tranh có một cái sofa, có cái giá sách, và chủ ngữ là con mèo này. Con mèo thì nó thế nào đây? Nó đang ở giữa cái ghế sofa và giá sách đúng không? Nên ở giữa thì chúng ta có between. Và câu số 3 cũng sẽ miêu tả là The cat is between, thì ở giữa cái gì và cái gì? Between the sofa và and the bookshelf. Và chúng ta sẽ nhớ là between thì nó sẽ có and nhé. Khi mà nó ở giữa hai cái khác nhau. Còn ví dụ nếu mà nó ở giữa hai cái giống nhau, nghĩa là cùng một thứ, chúng ta có là ở giữa hai cái đèn ấy, thì sẽ chỉ cần là between the lamps là được. Đó. Thì không phải là lúc nào between nó cũng sẽ đi kèm với and đâu, mà chỉ khi là hai cái danh từ này nó khác nhau thì mới là between and thôi. Còn nếu mà nó là danh từ đều là đều là một vật, thì sẽ là the lamps thêm số nhiều là được. Thế đây chỉ là cái ví dụ thôi nhá. Còn cái đáp án của câu số 3 sẽ là câu trên. Tiếp theo câu số 4, chúng ta có hình ảnh của con mèo. Đây, con mèo đây. Con mèo lấp ló ở đằng sau cái máy tính. Và chủ ngữ của câu số 4 là con mèo. Vậy ở đây chúng ta có đằng sau là behind, đúng không? Và miêu tả sẽ là con mèo ở đằng sau cái máy tính. Máy tính, danh từ sẽ là computer. Và câu số 4 cũng sẽ viết là the cat is behind, đằng sau cái máy tính. Behind the computer. Computer hoặc là computer đều được. Và tiếp theo câu số 5, chúng ta có
Chủ ngữ là the girl là cô bé, con gái, cô bé này. Thì chúng ta thấy là bạn ấy thì đang ngồi trên cái ghế sofa đúng không? Vậy sẽ là the girl is on the sofa. Cô gái thì ở trên cái ghế sofa. Hoặc là có thể là dịch là ngồi trên cái ghế sofa cũng được. The girl is on the sofa. Và câu số 6 chúng ta có là cậu bé thì ở bên cạnh cái ghế sofa đúng không? Và chúng ta có cái trạng từ chỉ nơi chốn bên cạnh sẽ là next to. Và chủ ngữ là the boy. The boy is next. The boy is next to the sofa. The boy is next to the sofa. Và đó là câu số 6. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài cuối cùng là bài số 4. Với yêu cầu của bài số 4 như sau. We have write 3 sentences to describe your favorite rooms in your house. Write the sentences in your notebook. Là hãy viết 3 câu để miêu tả cái căn phòng yêu thích nhất của bạn ở trong nhà. Và sau đó thì sẽ viết những cái câu đó vào vở, đúng không? Và ở đây thì chúng ta sẽ có là thứ nhất. Có ví dụ ở đây. There is a big bed next to the door. Là có một cái giường rất là lớn, rất là rộng, rất là to ở cạnh cái cửa ra vào đúng không? Thì ở đây sẽ là viết cái căn phòng mà chúng ta thích nhất. Miêu tả nó cũng được, để miêu tả đúng không? Và ở đây chỉ cần viết 3 câu thôi đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn xem là chúng ta thích cái căn phòng nào. Câu này, cái bài số 4 thì không yêu cầu chúng ta là sẽ là lý do tại sao chúng ta thích đúng không? Mà chỉ là miêu tả cái căn phòng chúng ta thích thôi. Thì thứ nhất thì sẽ nói rằng là chúng ta thích cái căn phòng nào nhất này. Và ở trong cái căn phòng đó thì nó có cái gì đúng không? Và nếu mà chúng ta thích thì chúng ta thêm cái câu lý do vào cũng được. Vậy ở bài số 4 thì cô sẽ gợi ý hai phòng nhá. Một là phòng bếp, hai là phòng ngủ. And we have my favorite rooms is my bedroom, thì là phòng ngủ của tớ. Và trong đó, ở đó, there is a big pink bed in the middle of the house of the room. Và ở đó thì có một cái giường màu hồng rất là lớn ở giữa phòng, in the middle of the room. Và ở trên giường thì có cái gì? In the bed, ở trên giường tớ để một con gấu bông rất là đáng yêu đúng không? A very cute, very lovely, lovely teddy bear. Thì đây là một cái bài một cái đoạn miêu tả rất là ngắn đúng không? Hoặc là để nếu chúng ta muốn miêu tả thêm thì chúng ta có thể ghép cái câu cuối với câu thứ hai vào như thế này là there is a big pink bed with two pillows, hai cái gối, and a very lovely teddy bear. Thì teddy bear in the middle of the room. Ở giữa phòng thì có một cái giường giường màu hồng rất là lớn với hai cái gối và một con gấu bông rất là đáng yêu đúng không? Thì đó là cách cô nối hai cái câu vào. Middle of the room. Và ở đó, ở phòng tớ thì cũng có cái gì nữa? There is also a TV. Một cái TV này, a desk, cái bàn, a chair,
and a sofa next to the window. Và cũng có một cái ghế sofa ở bên cạnh cửa sổ nữa. Thì đó cũng sẽ là cái cách chúng ta miêu tả, bởi vì là miêu tả thôi đúng không, chứ không phải nêu ra cái lý do. Vậy ví dụ là về phòng bếp thì chúng ta sẽ có là my favorite rooms is the kitchen. My favorite rooms in my house. Căn phòng yêu thích của tớ trong nhà thì là phòng bếp, is the kitchen. There is a lot of things. There are a lot of things in this room, ở trong phòng đó. Và miêu tả ra such as, như là a dining table, một cái phòng, một cái bàn ăn này. Six chairs, 6 cái ghế. A fridge, một cái tủ lạnh này. A dishwasher, cái máy rửa bát này. A sink, cái bồn rửa nữa đúng không? Và không thể thiếu thì chúng ta sẽ là cái bếp đúng không? Và thường thì chúng ta có thể dùng là bếp từ hoặc là bếp ga cũng được. Và ga, and a gas stove. Thì đây mới là hai câu thôi này. Và cũng có những cái bức tranh trang trí ở trên tường nữa đúng không? There are also a lot of my family pictures, a lot of my family pictures on the wall. Family photos on the wall. Thì đó sẽ là cách hai hướng chúng ta có thể trả lời cho bài số 4 thuộc phần Looking Back. Và bài số 4 cũng đã là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ với Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học với Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.